Long Chun, Đạt Đỗ và loạt TikToker bị sướng tên trong kết luận kiểm tra do đăng tải nội dung vi phạm. Cụ thể trước đó, ngày 29 tháng 9, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành kết luận số 08/KLBTTTT kết luận việc kiểm tra toàn diện hoạt động của mạng xã hội TikTok tại Việt Nam. Một trong những vi phạm được Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ ra đối với TikTok là chưa có giải pháp cụ thể để phòng chống tệ nạn xã hội trên nền tảng mạng xã hội TikTok cung cấp tại Việt Nam. Cụ thể, theo kết luận kiểm tra, TikTok Singapore cho biết tiêu chuẩn cộng đồng của TikTok có quy định nhằm phòng chống tệ nạn xã hội trên nền tảng mạng xã hội TikTok cung cấp tại Việt Nam. Các quy định gồm loại bỏ các biểu hiện bắt nạt, bao gồm lời đe dọa hoặc phát ngôn hạ nhục nhằm mục đích chế giễu, sỉ nhục, làm bẽ mặt hoặc làm tổn thương một cá nhân, xóa ngôn từ kích động thù địch và mọi hình thức hành vi thù địch trên nền tảng mạng, chống tệ nạn xã hội, xóa nội dung cổ suý dịch vụ cờ bạc, nội dung hiển thị hoặc cổ suý hành vi sử dụng chất cấm để giải trí hoặc buôn bán rượu, sản phẩm thuốc lá và chất cấm, nội dung về dịch vụ hoặc hoạt động tình dục, bao gồm chào mời hoặc yêu cầu dịch vụ tình dục, gạ gẫm, hình ảnh, nội dung nhạy cảm, nội dung dành riêng cho thành viên và phát trực tuyến nội dung người lớn qua webcam. Ngoài ra, người dùng có thể báo cáo nội dung vi phạm trong ứng dụng và trên web của nền tảng TikTok. Qua kiểm tra, xác minh thực tế, đoàn kiểm tra của Bộ Thông tin và Truyền thông ghi nhận trong tiêu chuẩn cộng đồng, nền tảng TikTok đã có các quy định nhằm phòng chống tệ nạn xã hội trên nền tảng mạng xã hội TikTok cung cấp tại Việt Nam. Tuy nhiên, đoàn kiểm tra nhận thấy tiêu chuẩn cộng đồng, nền tảng TikTok chưa có giải pháp cụ thể để phòng chống tệ nạn xã hội trên nền tảng mạng xã hội TikTok cung cấp tại Việt Nam. Một số dẫn chứng được đoàn kiểm tra chỉ ra đó là tài khoản Long Chùn Chũn, tài khoản có gần 6 triệu người theo dõi, có chứa các video có nội dung dọa trẻ nhỏ ngủ theo cách tiêu cực. Tài khoản kênh dành cho trẻ em có nội dung tình yêu lứa đôi, tình dục. Tài khoản KKK 12210 cung cấp các video có nội dung thách thức và bắt nạt. Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Công Thương, tài khoản Long Chùn Chũn là của Trần Hoàng Long, sinh năm 1994, quê quán Hà Nội, hay còn gọi là Long Chun, một TikToker nổi tiếng, đồng thời cũng là diễn viên được giới trẻ yêu mến với những phim ngắn hài hước, lầy lội. Ngoài Long Chun, còn có 3 hot TikToker được sướng tên trong kết luận kiểm tra của Bộ Thông tin và Truyền thông do có hoạt động livestream có nội dung tiêu cực về bạo lực học đường. Cụ thể, theo kết luận kiểm tra, nền tảng TikTok có cung cấp tính năng livestream và đây là tính năng thu hút khá đông người dùng trong nước. Theo báo cáo của TikTok Singapore, để livestream, người dùng cần đáp ứng các tiêu chí gồm ít nhất 18 tuổi, tài khoản được tạo ít nhất 7 ngày, đạt kiểm tra nội bộ BRIC, Business Risk Integrated Control, có ít nhất 500 người theo dõi. Trong tính năng này, nền tảng TikTok áp dụng cơ chế điểm thưởng, tặng quà. TikTok Singapore cho biết xóa mọi nội dung vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng, bất kể nội dung đó đến từ người tổ chức hay người xem sự kiện phát trực tiếp, live, livestream đối kháng trên nền tảng. Việc vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ dẫn đến việc đóng phiên phát trực tiếp đang diễn ra, hạn chế quyền truy cập vào TikTok Live và thậm chí xóa tài khoản tùy thuộc vào mức độ vi phạm. Ngoài ra, để tăng cường trải nghiệm an toàn trên tính năng phát trực tiếp, nền tảng TikTok có quy định hạn chế phát trực tiếp đối với các tài khoản dưới 18 tuổi. Người dùng cũng có thể báo cáo các nội dung live, chủ phòng live hay là người xem live có dấu hiệu vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng thông qua các hình thức báo cáo. Theo kết luận kiểm tra, đoàn kiểm tra không kiểm tra được thực tế quy trình kiểm duyệt nội dung livestream trên nền tảng TikTok cung cấp tại Việt Nam. Lý do TikTok Việt Nam không có thẩm quyền kiểm soát, kiểm duyệt nội dung trên nền tảng TikTok được cung cấp tại Việt Nam. Tuy nhiên, kiểm tra trên nền tảng TikTok, đoàn kiểm tra ghi nhận vẫn tồn tại nhiều nội dung vi phạm pháp luật Việt Nam trên nền tảng TikTok thông qua hình thức livestream. Nội dung vi phạm chủ yếu bao gồm nội dung phản cảm, hở hang, các thử thách, trào lưu nhảm nhí, vô bổ, bắt nạt học đường. Đáng chú ý, một số tài khoản livestream vi phạm như trên nằm trong nhóm tài khoản có lượng tương tác lớn trên nền tảng TikTok, nhóm tài khoản có lượng tương tác trung bình từ 150 đến 200 triệu. Cụ thể, kết quả kiểm tra ngẫu nhiên trong nhóm 55 tài khoản có lượt theo dõi từ gần 6 triệu đến hơn 20 triệu, đoàn kiểm tra ghi nhận 3 tài khoản livestream có nội dung tiêu cực về bạo lực học đường. Các tài khoản này gồm Đất Đỏ 0803, 8,2 triệu người theo dõi, của hot TikToker Đạt Đỗ. Tài khoản Tuấn Kết 2000, 6,7 triệu người theo dõi, của TikToker Ngô Lê Tuấn Kiệt, Kiệt Hà Tịnh, và tài khoản Chị Endu, 5,8 triệu người theo dõi, của TikToker Chiến Đỗ. Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, với số lượng lớn người theo dõi và lượt tương tác tương đối lớn của nhóm tài khoản này cho thấy những nội dung tiêu cực của nhóm tiếp cận, thu hút được với nhiều người dùng. Điều này có nguy cơ tác động xấu, gây hại đến nhóm người dùng trẻ tuổi, chưa đủ sự trưởng thành về nhận thức, dễ bị ảnh hưởng khi tiếp cận với những nội dung không lành mạnh, độc hại dẫn đến lệch lạc về suy nghĩ, định hình tính cách lệch lạc.